rồi à, chào mừng anh em quay trở lại với kênh bán hàng à, cơ khí thanh trúc nha anh em đó à, địa chỉ của à, cửa hàng mình là nằm ở số 200 b đường bến thang ấp ba xã một phú quyền củ chi nha anh em hôm nay em, em sẽ giới thiệu tới anh em hai à, cái loại à, sản phẩm à, bao tay ha bảo hộ lao động à, chống dầu nhớt ha rồi thì à, đầu tiên mình sẽ vào một cái à, đôi à, màu đen này nha anh em ở màu đen này thì à, của hãng là quát phao nha anh em quát phao thì mã sản phẩm của em đó là quy kép quy kép gv hai ba đó thì uh, cái đập đầu và con mắt mình đầu tiên thì uh, cái bao tay này cái sự co giãn của nó rất là tốt nha anh em đó cái sự co giãn rất là ôm cái bàn tay ha đó cho dù tay mình bự hay nhỏ vẫn ôm chặt nha anh em đó độ co giãn rất tốt rồi được phủ một cái lớp gọi là ni ha chống nhớt rất tốt luôn và cái cảm giác cầm nắm rất là chân thật nha anh em đó cầm nắm rất là chân thật ha đó, để cho mình uh, cầm nắm mình làm uh, công việc nó hiệu quả hơn nha anh em đó rồi thì uh, cái này cái sự mô tả của em thì giống như kiểu là rất là chân thật em có sao em nói vậy nha anh em đó thì cái này thì thường là bên em là bán là lẽ là một cái combo vậy ha là hai đôi đó thì sẽ có giá riêng anh em nào cần thì uh, uh, comment bên dưới dùm em ha còn uh, ở đây thì nó sẽ có thêm một cái sản phẩm nữa đó nó cũng là của hãng quát phao luôn mã của nó là WGV ha nó là 2801 thì nó sẽ bọc một cái lớp à, ni chi mà nó có cảm giác em thì hình như là nó có qua thêm một cái lớp nhựa nữa nha anh em nó sẽ dày hơn và nó cũng sẽ có chống nhớt ha nó sẽ chống nhớt này để em đeo hai cái này vô em so sánh cho anh em coi luôn nó sẽ có chống nhớt nhưng mà nó sẽ dày hơn và cảm giác của nó thì tất nhiên rồi nó dày nó sẽ cầm nắm thì cái cảm giác nó sẽ không bằng cái màu đen này ha thì uh, bên đây thì mình sẽ làm uh, bảo trì về xe máy ha. Đó và mình làm về uh, gara ô tô đầu luôn. Còn cái bên đây thì uh, có thể là vẫn làm được nhưng mà có thể là mình làm thêm cái ngành là mọc luôn nha anh em. Đó cảm giác rất là dày ha. Đó và cái form bao tay rất đẹp nha anh em. Co giãn thì không phải bàn cãi rồi thì ở dưới đây là mình chống nhớt nhưng mà cái phần này là cái phần thoáng khí ha thì nó có thể là chống không chống được nước nha anh em vẫn bị ướt nha nhưng mà nhớt thì có thể là chống được nhưng mà nước thì là nó sẽ bị ướt nha Nên là thoáng khí nó làm cho mình mát cái đôi tay mình ha chứ mà bọc hết luôn thì nó sẽ nóng cái tay mình chịu không nổi đó thì bên đây thì giá giá bán lẻ thì nó sẽ là bao gồm là 5 đôi ha anh em giá bằng một bát phở thôi thì anh em nào cần thì uh, comment bên dưới hoặc là liên hệ với số điện thoại ha em sẽ ghim lên uh, trên màn hình rồi em mến chào anh em, à, chúc anh em một buổi chiều vui vẻ.